Em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả chị và thân yêu gần xa. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị một mẫu sedan hạng C nhà Hyundai. Trước mắt chị là một chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2016. Chiếc xe hiện tại đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh, tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Và em này đang lăn bánh chuẩn km là 79.000. Đây là bản 2.0. Và xe này thì chủ xe đã trang bị sẵn cho anh chị 4 vỏ Michelin, cảm biến trước sau, đèn bi, thấu kính, công nghệ halogen. Cảm biến trước sau, đèn gầm sương mù chị nhá. Một chiếc sedan hạng C nhà Hyundai rất là mạnh mẽ. Và trong phân khúc hạng C thì Civic và Elantra là hai mẫu xe có cảm giác lái mạnh mẽ nhất trong phân khúc anh chị nhá. Đây là bản 2.0, cũng sẽ vẫn được trang bị cho chị ghế điện, cửa sổ trời. Đặc biệt là sẽ có thêm cho chị như là phần sửa ghế hai vị trí anh chị ạ. Đó, vỏ Michelin anh chị ạ, vỏ Michelin. Mâm phanh nguyên bản cái mẫu này. Elantra, các tay cửa là mạ chrome, khóa cảm biến thông minh và sinh nhan gương tích hợp và phần gương chiếu hậu. Chiếc xe này đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2023. Về chất lượng sản phẩm thì em An đều cam kết với chị là xe không đâm đụng thủy tích tai nạn, hộp số động cơ nguyên bản. Và đặc biệt là chiếc xe này thì em An cam kết cho chị về số km là chuẩn 79.000. Em này là tên tư nhân một chủ đầu chị không? Tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Chuẩn 79.000 km. Tất cả là vỏ Michelin, một cái loại vỏ rất là tốt Michelin. Những cái lắc keo zin vẫn còn nguyên này chị này. Phần những cái đường lườn này thì tuyệt đối là không cấn đúc anh chị nhá. Xe rất là đẹp luôn. Elantra 2016 bản 2.0 GLS. Và phần đuôi sau cũng được trang bị cho anh chị cụm đèn hậu LED 3D. Cụm đèn hậu LED 3D cho mẫu này. Elantra màu đen huyền bí đúng không ạ? Đen huyền bí đấy. Bốn mắt cảm biến sau nữa và kết hợp với anh chị là camera lùi tích hợp sẵn cho mẫu này. Elantra 2016. Với mức giá trên 400 triệu thì hiện tại nếu chị nào mình yêu thích và quan tâm về sản phẩm này thì lên ngay nhà em An để tham khảo chiếc xe này. Chất lượng chiếc xe thì còn rất là tuyệt đối và hôm nay là tên tư nhân một chủ đầu gốc Sài Gòn luôn. Đấy. Đây, tiếp tục cho anh chị tham quan phần khoang hành lý. Khoang hành lý thì hôm nay khá là rộng đúng không ạ? Một chiếc hạng C thì cực kỳ rộng rồi đúng không ạ? Đấy. Elantra, mọi chi tiết là nguyên bản nha chị nhá. Đây. Vỏ sơ cua này thì vẫn là vỏ theo xe này, đồ nghề đầy đủ hết và hầm bánh thì tuyệt đối là không cấn đúc ở bên trong này anh chị nhá. Cho mẫu này. Đó. Elantra 2016 bản 2.0 rất là đẹp đúng không ạ? Vỏ Michelin đã trang bị sẵn rồi, tên tư nhân, động cơ cực kỳ là mạnh mẽ luôn, 4 thăng đĩa ABS cân bằng điện tử, chống trơn trượt đầy đủ hết ở mẫu này. Dàn vỏ này thì còn dày lắm anh chị ạ, dàn vỏ này rất là mới nhá, còn dày lắm đấy. Các tay cửa là mạ chrome hết. Đấy, những cái lắc keo zin này, lắc keo zin từ nhà sản xuất ra vẫn còn luôn. Đó. Xe thì anh chị cứ mua nhà em An thì cứ check test, đó. Check test thoải mái để mình cảm nhận được chất lượng sản phẩm. Đó. Cam kết là máy này, keo chỉ cabo, 4 cánh cửa, cốp sau nguyên bản, đó. Hốc gió điều hòa ghế sau chị. Các tab bi còn rất là ok đây. Đó. Keo chỉ là bao zin cho chị, tất cả luôn. Đây là keo zin nha chị, keo chỉ zin. Các tay cửa là mạ chrome, khóa cảm biến này. Elantra 2016. Ghế điện nha chị nhá, ghế điện này. Có cân bằng điện tử này. Đấy rồi. Cửa tay auto, gương kính chỉnh điện, gương cụp. Nói chung rất đầy đủ. Riêng cái phần tay cửa này của dòng Elantra thế hệ này thì cũng rất hay bị nhược điểm ở cái này này anh chị này, thời gian là nó tự bong mà. Theo chỉ để chị yên tâm nhá, em ăn bao zin tuyệt đối rồi. Đấy, và bên trong đây vô lăng là tích hợp anh chị nhá. Vô lăng có ga tự động này. Đấy, các nút chức năng âm lượng, đèn pha auto. Rồi tiếp theo có cho anh chị gạt mưa auto, đèn pha auto đầy đủ hết. 79.894 km, đúng chất chuẩn luôn anh chị nhá. Đây là chị thấy là chất xe đẹp lắm. Bảy mấy ngàn nhưng chất xe đúng là rất là đẹp. Chế độ lái đầy đủ này. Rồi sửa ghế cho anh chị hai vị trí. Điều hòa auto hai vùng độc lập. Có chức năng lọc không khí và em này thì chủ cũ họ đã trang bị thêm cho chị một cái màn hình Zitech anh chị nhá. Zitech cho chị luôn. Rất là tuyệt vời. Zitech và có cam hành trình trên đây luôn. Cam hành trình. 6 túi khí an toàn này chị nhá. 8 loa giải trí. Đẹp. Và ghế này là ghế nguyên bản nha chị nhá. Đây chị thấy không? Ghế mới lắm, ghế cực kỳ đẹp luôn. Đây, thừa nhận là chủ xe cũ là một người đi rất là kỹ, giữ gìn chiếc xe này. 80.000 rồi nhưng mà chất xe đẹp. Và trên đây là phần cửa sổ trời nha chị, cửa sổ trời đây. Đấy. Ok đúng không ạ? Rồi,
2016 bản 2.0 siêu mới rồi. Đấy, ghế là mới tinh luôn. Tất cả dàn vỏ này đã thay mới cho chị rồi. Thay một lần vỏ rồi chị, thay một lần vỏ rồi. Và đây là khối động cơ 2.0 của em xe này. Mức tiêu nhiên liệu dao động khoảng tầm trên 7 lít, trên 7 lít tùy địa hình nhưng mà nó sẽ kết hợp, nó sẽ khoảng tầm đó chị nhá. Cũng vừa phải đâu, không quá tốn. Keo chỉ cabo là nguyên bản, đến cái ốc chân máy cũng là nguyên bản, chưa tháo mở chị nhá. Tất cả là ok hết, tuyệt đối cho chị luôn. Hyundai Elantra động cơ 2.0 vô cùng là mạnh mẽ đúng không ạ? Anh chị thích đi một chiếc xe động cơ mạnh mẽ thì đi em Elantra 2.0 này. Tất cả những chi tiết là nguyên bản nhá. Những dấu chấm sơn rồi bên trong kia, những chiếc xe đi ít anh chị quan sát những chi tiết lỉ này, ABS cục ABS kia đầy đủ đúng không ạ? Rồi, với chiếc Elantra 2016 bản 2.0 lăn bánh 79.000 km chuẩn này, siêu thị ô tô Bình Dương đang mong muốn với mức giá là 479 triệu. Và giá này thì chắc chắn là em sẽ còn linh hoạt và bớt thêm cho chị khi mà chị lên trực tiếp xem xe và trải nghiệm xe. Một nữa cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi video của em An. Em An hẹn gặp lại chị vào những video tiếp theo, những mẫu xe tiếp theo. Cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại chị. Xin chào.